cô chào tất cả các bạn học sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài tập đọc thứ hai của tuần 27. Bài tập đọc ngày hôm nay giới thiệu với các con một câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của một con sẻ bé bỏng khiến một con người cũng phải kính cẩn nghiêng mình trước nó. Là bài tập đọc Con sẻ theo tuốt ghê nhép. Các con nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo nhé. Con sẻ, tôi đi dọc lối vào vườn, con chó chạy trước tôi, chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồn như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng ống, trên đầu có một nhúm lông tơ, nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm rãi lại gần, bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt như hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Con chó của tôi dừng lại và lùi. Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh xa xa, lòng đầy thán phục. Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. Theo tuốt ghê nhép. Cô giới thiệu với các con, đây là tuốt ghê nhép. Ông sinh năm 1818, mất năm 1883, là nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỷ 19. Tiểu thuyết Cha và Con của ông được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỷ 19. Giờ chúng ta sẽ luyện đọc cá nhân. Các con lưu ý giọng đọc như sau. Các con bắt đầu đọc nhé. Có một số từ khó trong bài, các con cùng luyện đọc nhé. Tuồn như, chậm rãi, mõm, rít, phủ kín, khản đặc, bối rối, thán phục. Các con cùng đọc lại nào. Tuồn như, chậm rãi, mõm, rít, phủ kín, khản đặc, bối rối, thán phục. Ở câu dài, chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và sau các cụm từ có nghĩa, nhấn mạnh ở một số từ để câu đọc của chúng ta hay hơn. Ví dụ như, bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Một số từ khó trong bài của giới thiệu với các con, đây là con chim sẻ và đây chính là phần ức của nó. Tuồn như, có vẻ như là, dường như. Khản đặc,
là nói kêu hầu như không ra tiếng. Bối rối là lúng túng, mất bình tĩnh, không biết nên xử trí thế nào. Kính cẩn, tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt rất nghiêm trang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc này. Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì? Trên đường đi, con chó đánh hơi thấy một chú sẻ non vừa rơi từ trên tổ xuống. Nó định tiến lại gần sẻ con. Hình dáng bên ngoài của chú sẻ non được miêu tả qua những từ ngữ nào? Đó là mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Việc gì xảy ra khiến con chó phải dừng lại? Đột nhiên, một con sẻ già từ trên cây lao xuống đất để cứu con. Dáng vẻ con sẻ rất hung dữ, khiến con chó phải dừng lại và lùi bước. Hình ảnh con sẻ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào? Sẻ già lao xuống như hòn đá trước mõm con chó, lông dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết, nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó, lấy thân mình phủ kín sẻ con, giọng yếu ớt, hung dữ mà khản đặc. Con hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Con hiểu như thế nào về một sức mạnh vô hình trong câu "Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất" là sức mạnh gì? A. Đó là sự đấu tranh giành giật con mồi. B. Sức mạnh của tình mẹ con, tình yêu con vô bờ bến. C. Sự liều lĩnh vốn là bản năng của loài sẻ. 3. 2. 1. Hãy xem đáp án của mình đã đúng chưa nhé. Đó là câu B, chính là sức mạnh của tình mẹ con, tình yêu con vô bờ bến của chim sẻ mẹ, đã thôi thúc con chim sẻ mẹ lao xuống đất. Sức mạnh vô hình là sức mạnh của tình thương, sức mạnh của tình mẹ, một tình cảm tự nhiên và bản năng. Vì sao sẻ mẹ có được lòng dũng cảm và sức mạnh tinh thần to lớn như vậy? Vì sẻ mẹ rất thương sẻ con bé bỏng, sẵn sàng đem tất cả sức lực và tính mạng của mình để cứu con thoát khỏi cái chết. Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ bé nhỏ? Vì hành động của con sẻ già nhỏ bé dám dũng cảm đối đầu với con chó săn to lớn và hung dữ để cứu con là hành động đáng trân trọng, khiến con người cũng phải cảm phục. Nội dung của bài này là ca ngợi hành động dũng cảm xả thân cứu con của sẻ mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc diễn cảm. Sau đây còn chú ý ngắt nghỉ hơi và nhấn mạnh ở những từ cô đã tô màu đỏ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt như hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, như một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Bài tập đọc đến đây là hết rồi. Các con hãy rèn đọc thêm bài này nhé.
chúc các con học thật tốt.